Kim Ngọc xin trân trọng kính chào cả nhà. Hôm nay là ngày 24 tháng 2. Kim Ngọc sẽ thâu hai video trong ngày này, đó là ngày đó là Sai Lot và Sai Ác Lot. Và ngày mai thứ bảy thì Kim Ngọc sẽ không có chốt hàng. Kim Ngọc chỉ chốt hàng ngày thứ sáu, và để chốt hàng cho cái khách mà gọi là để cho các chị biết rằng là khách mới như thế nào, thì Kim Ngọc sẽ ngồi ghi lại những cái thứ tự của các chị gửi vào từ lúc mà Ngọc lên video mà YouTube họ cho Ngọc lên á. Các chị đã bấm subscribe ở YouTube rồi thì khi Ngọc lên video mà họ cho Ngọc lên á, họ sẽ báo cho các chị biết ha. Rồi các chị vô thì tùy theo các chị gửi tin nhắn vô cho Ngọc ở cái áo dài các chị muốn chọn và cái số các chị muốn chọn vào cái ngày này, thì Kim Ngọc sẽ lấy hàng cho các chị, nhưng mà theo thứ tự của các chị giống như Kim Ngọc đã ghi ở đây. Và giống như là ngày hôm vừa rồi, tuần vừa rồi là ngày 18 tháng 2 thì Kim Ngọc đã có 120 khách, và hiện tại bây giờ Ngọc vẫn chưa chốt hàng xong. Ngọc phải lên video này để cho Ngọc sẽ tiếp tục cho còn 12 chị nữa, Kim Ngọc sẽ tiếp tục chốt hàng cho 12 chị đó. Nhưng vì Kim Ngọc đã ghi lại tất cả những cái số số phone của các chị rồi, cho nên nếu ngày hôm nay các chị mà có lấy thêm 12 chị đó mà có lấy thêm thì Kim Ngọc vẫn chốt hàng bình thường, là bởi vì Kim Ngọc đã ghi số phone của các chị rồi. Cho nên các chị lấy nữa thì cũng không sao ha. Thì Kim Ngọc sẽ lấy cho hết 12 chị của cái tuần vừa rồi. Đó, rồi sau đó Kim Ngọc sẽ tiếp tục lại đi vào cái người đầu tiên. Đó, các chị gửi vào đầu tiên như thế nào thì Kim Ngọc sẽ lấy hàng như thế vậy, và sẽ không có vấn đề gọi là các chị nói ưu tiên gì cả. Các chị thương thông cảm cho Ngọc, Ngọc không có ưu tiên gì đâu. Các chị ai cũng thương, khách mới khách cũ gì đều giống nhau cả. Vì thương quý mến Ngọc cho nên đã mua hàng cho Ngọc, và mua lần đầu tiên thì chỉ cần hai áo ha. Nếu các chị nào mà đối lễ lắm lấy một áo thì phải cộng cho Ngọc 10 đồng tùy theo áo, nếu mà nào còn áo nhẹ thì có thể phụ với Ngọc 5 đồng nha. Bây giờ Kim Ngọc đi vào thì cho nên các chị đừng có gọi phone cho Ngọc. Các chị cứ trách Ngọc là tại sao bây giờ gửi hàng gửi áo rồi mà không thấy nó có áo hay không. Khi mà Ngọc đã lấy cho các chị, có nghĩa theo thứ tự của cái số mà Ngọc ghi lại đó, Ngọc lấy hàng thì Ngọc sẽ nói ồ chị ơi còn áo hay không. Dạ không còn, không còn, gửi đến cái thứ tự của các chị. Thứ tự này là không phải thứ tự trong sổ. Trong sổ của các chị từ số 1 cho tới 1182 thì đó là số khách mua hàng của Ngọc trong khoảng thời gian 4 năm vừa qua. Còn cái chốt hàng này, cái số thứ tự này là cái số hàng tuần. Tại vì đâu phải chị nào cũng mua hàng đâu, nếu chị nào mua hàng coi như là Ngọc mở chi nhánh luôn. Nhưng rất tiếc là không phải như vậy. Mỗi một tuần các chị mua vô mua hàng của Ngọc chỉ có 100 chị thôi. Cho nên vì như vậy không phải là nhiều hết. Cho nên vì như vậy cũng có chỉ có một mình Ngọc lấy hàng. Đôi khi ông xã Ngọc phụ chút xíu, nhưng mà bây giờ có số thì ông phụ được. Còn hồi trước thì cũng hơi khó, ông có phụ Ngọc. Bây giờ thì cũng việc cũng nhiều hơn, cho nên ảnh phụ được chút nào hay phần đó. Cũng chỉ có một mình Ngọc. Một ngày Ngọc chốt được có khoảng chừng 10 chị mà thôi. Cho nên các chị thương thông cảm, tại Ngọc phải đo lại cái số đo như thế nào đó. Nhiều khi các chị không có những cái áo đúng size, Ngọc cố gắng Ngọc tìm cái size cho các chị. Đó. Rồi bây giờ Ngọc đi vào cái size gọi là hàng tổng kết này. Thì những cái em này, những cái giá của nó thì một áo Ngọc không có free shipping nha các chị. Nếu mà các chị mà muốn chỉ có một áo không á, những cái áo nhẹ thì các chị phụ với Ngọc đó. Làm sao làm cũng phải phụ với Ngọc là 5 đồng hay 10 đồng nha, tùy theo áo nha các chị. Dạ vâng, rồi đây Eclos. Thì cái vòng ngực này là ngực 96, L8, 94, 96, L80, 82. Thì cái này gọi là cái size gọi là phong dáng nhà Ngọc ha, dạng tơ tầm này á, dạng này của Thái Tuấn nha. 30 đồng một áo. Thì những cái này những có những khi ra nắng mình sẽ có những cái màu khác nhau. Đây là cái hàng Ngọc đã về ri rồi, cho nên Ngọc không phải mặc mẫu nữa. Ngọc đưa vào cái số này tại vì cả trên 100 áo ngày hôm nay các loại, cho nên Ngọc cứ tổng kết thì kiểu các loại như thế này. Đó, Ngọc cứ lấy xuống một xào. Đó. Vừa rồi size M thì Ngọc bán cũng còn được 20 áo. Size small Ngọc cũng còn được 20 áo. Cảm ơn các chị rất nhiều ha. Cũng khoảng trên 100 áo các chị đã mua, giờ Ngọc còn 20 áo. Ngọc sẽ tiếp tục chốt hàng size M và size small nha. Các chị thương nhúc nhục Ngọc với là các chị vô coi lại cái size M hay size small á, của cái ngày tuần vừa rồi là cái ngày 18, ngày 18 nha các chị. Tuần vừa rồi là ngày 18 tháng 2 ha. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, tuần vừa rồi Ngọc đã lên hai size medium và size small. Size small và size medium các chị vô coi lại dùng Ngọc ha. Còn bây giờ hôm nay thì Kim Ngọc thâu, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2023, Kim Ngọc thâu size lot và size X-lot. Tuần sau thì Kim Ngọc sẽ cố gắng xem thử coi, nếu mà Ngọc chốt hàng chưa xong á thì Kim Ngọc sẽ giờ lại, còn nếu không Kim Ngọc sẽ cố gắng lên hàng 2X và 3X ha. Rồi đây là size X-lot, cũng vậy luôn, tơ tầm 30 đồng một áo, có độ co giãn nha, có độ co giãn hồng sen. Tiếp tục một em nữa. Rồi size X-lot, phong dáng nhà Ngọc, có độ co giãn. Ngọc đưa sát sát cho có cái vân cho các chị coi đó.
Nhiều khi chụp hình á, các chị ơi, nhiều khi chụp hình mà các chị nói rằng là phải đúng cái mẫu đó tôi mới mua, dạ các chị đừng có mua hàng theo kiểu vậy nha. À, không có ai dám chụp hình cho các chị mà nói là 100% cái hình đó là các chị mua về mắc công lại cảm thấy giống như là chụp hình tôi đàn giao áo sai, dạ không có đúng đâu. Áo cái số của nó là như vậy, Ngọc không có giao những cái khác. Ngoại trừ ra có những cái mẫu mà nhá nhá giống vậy á, thì Ngọc chụp hình cho các chị nó ờ em còn kiểu này. Nếu có dụ như mà các chị có thích đó thì em đưa thôi, chứ còn thực sự ra không có phải là lên đây size A, size 4S có thể Ngọc thấy có cái màu giống giống như vậy đó. Có thể Ngọc chụp hình cho các chị cũng nói ờ em còn cổ này hay em còn kiểu này, các chị có mua hay không thôi. Đó là nhiều khi thuận tay chứ không phải có đi tìm nha, nhiều khi thuận tiện đó. Ngọc thấy là vậy, Ngọc muốn bán cho các chị để em quen đó, Ngọc cố gắng Ngọc tìm, mà nhiều khi có những cái áo nó giống giống vậy thôi thì Ngọc chụp hình cho các chị. Còn những cái số này cái màu nó như vậy, nhưng khi về nhà nó có thể nó tươi hơn đẹp hơn nữa chứ không phải như vậy. Đôi khi nó như Ngọc chụp hình cho các chị nó màu nó đậm lắm, nó không đẹp, nhưng mà về nhà nó đẹp lắm nha. Cho nên là cái đó là cái mà khoảng 90% chính xác của cái màu trên line, của tất cả các line. Còn cái các chị mà mua trong studio đó, nó còn thảm thương hơn ha, họ phải sắp cái màu lên còn tệ hơn nữa. Cho nên á mình mua mình phải nhắm ở cái vân cái vải và xem cái sự buôn bán của người đó. Chứ còn nếu mà nói rằng các chị mà nói rằng chụp hình thì tôi mới mua, thì ngoại trừ Ngọc mướn coi gọi giống như studio để người ta chụp hình á, thì người ta sẽ canh vào cái vải á, thì mình mới bán được kiểu vậy. Còn Ngọc không bán kiểu vậy nha. Ngọc lên live chơi như kiểu vậy nè, dùng cái cell phone rồi mình mấy trăm bạc cái cell phone mình bán hàng vậy thôi, chứ còn đâu có phải là đâu có phải là professional gì trong cái này đâu ha. Ví dụ Ngọc bán lời nhiều quá thì Ngọc đang còn mướn người ra người ta làm luôn. Còn mình rất tiếc là cái này bán chơi cho vui thôi, lỗ muốn chết đến đâu mà mướn người làm việc này các chị ha. Rồi size Atlas số 7 à, cái này nền nó nâu nâu đen đen nè. Mấy mùa này các chị mặc mua tặng quà cho nhau những cái này mà khi về á, em bảo đảm các chị không có hối hận đâu. Mấy cái vải thái tốn này đẹp lắm, về không có hối hận chút xíu nào hết. Cổ lượn sóng, có cổ khoảng chừng 2-3 cm, không tới nó 2 cm à. Không, cái này thì khoảng 3 cm nha. Còn 2 cm là cái cổ nhỏ, cái này là cổ bình thường thôi, cổ truyền thống bình thường nha. Không phải cổ cao đâu, cổ cao mà 5 cm cũng sẽ nói cho các chị. Ở đây hôm nay không có cổ cao 5 cm. Dạ. Rồi, tiếp tục nha, cứ 300 đồng một áo như Trung Ngọc. Dài nha, mấy cái chiều này dài lắm á. Nhưng mà tại vì Ngọc không có kéo ra sao, tại vì chiều nó cũng dài, dài trên 140 các chị cắt dùng Ngọc nha. Còn nếu mà thợ mà cắt á, là 10 đồng một áo, nhưng mà bây giờ mà mấy tuần này thì tuần này thì may ra thợ còn cắt, là tuần sau thợ đi về Việt Nam rồi. Thợ đi về Việt Nam không có cắt nữa cho nó tùy nha các chị. Có người thợ đi về Việt Nam, họ về Việt Nam 3 tuần, thành ra có nhiều khi đưa hàng cắt Ngọc không có đưa được cho thợ cắt. Nên là để xem hả, hình như là tuần sau thợ của Ngọc đi về Việt Nam rồi, cho nên là không có cắt được. Cho nên tuần này nếu ai cắt thì cứ một áo như vậy là 10 đồng đó, nhưng mà tuần sau thì không có thợ cắt nữa. Thợ cũng đi du lịch chứ bộ. Rồi size Atlas ha, vòng ngực của size Atlas thì là 94 96, vòng eo 70 78 nha. Đôi khi chỉ có 94 thôi mà eo 78, đôi khi 96 hả, người ta nói về gọi là có cái độ co giãn hả, có cỡ đó, như 1-2 cm không là cái gì đâu các chị ơi ha. Ngọc mặc á, là Ngọc mặc size medium, nhưng cái eo của Ngọc là size small, eo Ngọc là 68, vòng ngực của Ngọc là 88, cho nên Ngọc phải lấy size medium để mà Ngọc có thể Ngọc thâu vào cái size eo, size cái vòng eo, vòng eo của Ngọc. Vòng eo của Ngọc chỉ có 68 thôi đó. Cho nên vì như vậy á, các chị nào mà giống như cái size mà giống như là mình phải mặc giống như hai size như vậy á, thì mình phải sửa thôi các chị ha, hoặc là mình phải chịu mặc rộng chút xíu thôi. Chứ còn thật sự ra là không thể nào mà các chị nói đòi cái size em muốn cái eo 68 mà cái vòng ngực của chị mà đến 88 như kiểu của Ngọc như thế này, làm sao mà để size small sao trọng vô. Cho nên mình phải lấy cái size lớn hơn nha. Đó, để mà mình thâu ha. Thâu thì thâu hai bên eo. Và sau đó là thâu hai cái ly sau nha, hai cái ly sau nha. Đó. Mình thâu vô đó, chứ đừng có thâu vô hai ly trước nha các chị. Dù cho cườm hay không cườm các chị đừng thâu hai ly trước. Hai ly trước là dù sao bất cứ gì nó cũng có ly bụng, cho nên mình để trừ heo, đừng có ngấn cái bụng quá. Cho nên đa số người ta sẽ sửa bằng cái sau để cho các mông view á, nó có cái đường mông nha. Cho nên á mình ăn gian ở cái lưng sau thôi, chứ đừng có thâu đằng trước nha, thâu đằng trước không đẹp. Rồi tiếp tục nha. Ngực 96 eo 80, được 96 eo 80. Màu tím hoa kẹ.
tím kìa, đẹp quá. Màu tím lam đẹp quá, tím xám đẹp quá. Màu đẹp quá. Màu này, mấy cái màu này mặc đẹp quá. Hộp xinh hay mấy này mặc rất đẹp. Màu xinh hay màu chay này mặc đẹp quá. Ngọc ơi, cái này nó có trên cả 120 áo đó. Cho Ngọc chỉ dơ các chị coi lại nha. Coi lại mấy cái em này, những cái vân vân Ngọc đưa sát cho các chị coi á. Còn chiều dài là min man rồi ha. Chiều dài là trên 140. Các chị phải cắt ha. Đó. Đây là vải tơ tầm vải tơ tầm Thái Tuấn ha. Đây là cái vải của tơ tầm Thái Tuấn. Ngọc nói vậy cứ 3 triệu đồng một áo nha. Đây là những cái vân Ngọc chưa sát sát cho các chị coi những cái vân của nó đó. Đó. Vàng hoàng hậu nha. Vàng hoàng hậu. Tiếp tục. Size Xlot số 18. Một piece ha. Có độ co giãn. Đằng sau nè, cái dây kéo họ vô thẳng đon à. Các chị mua thử mấy cái áo này rồi mình tặng bạn bè, mình tặng cho nhau ha, mình tặng cho mẹ, cho cô, cho bác, cho bạn bè, bảo đảm sẽ không có vấn đề mà bị người ta cầm lên cái vải dỗn đâu. Vải Thái Tuấn là Thái Tuấn ha. Có độ co giãn nha, màu trắng. Các chị mặc với quần áo trắng thì tất cả những cái màu á, các chị có thể khi mà các thánh từ đạo bên công giáo thì có thể chị mặc quần đỏ dùng Ngọc ha. Đó. Còn những cái ngày ấy thì các chị có thể mặc với lại quần lụa Mỹ ha. Những cái đó mà cái quần lụa Mỹ màu trắng ha. Còn đầu tháng thì các chị khỏi nói rồi, mình mặc phối cái quần áo trắng phối rất nhiều quần, quần xanh Đức Mẹ cũng được ha, rất kiểu mình có thể mặc vào quần xanh xanh biển á, cũng rất đẹp. Nên áo trắng là một trong những cái mình có thể phối được những cái quần màu khác mà tùy theo cái ngày đó mình mua, mình mặc. Cái màu trắng là một trong những cái màu mà mình không có bị ảnh hưởng ở cái quần, cái màu như thế nào hết, màu nào nó cũng hợp. Dạ, yeah. Vàng lên đỏ, đỏ lên vàng, trắng thì kính thưa các loại màu, màu đen còn được mà huống chi là những cái khác ha. Đó. Ngày Chúa chết mình cũng thể mặc được cái màu trắng với quần đen, phải không? Đó. Cho nên là áo trắng là một trong những cái, nếu các chị mà muốn nó cái ngày mà vứt Friday, các chị có thể mặc được một bộ đen ha, có thể mặc đen hoặc trắng hoặc là trắng đen ha, hoặc là đen trắng nha. Đó. Các chị nên có một cái áo trắng ha? Nên có một cái áo trắng hoặc là nên có một cái bộ trắng bộ đen gì đó để mình mặc ha. Rồi size Xlot cũng vậy, là cái vân của nó vân hoa mai nè. Đó. Ngọc hay đưa đằng sau cho các chị coi là cái coi dây kéo đó, chứ đưa đằng sau làm gì, nhưng mà tại dây kéo người ta vô thẳng đon như vậy nè. Đó, mình phải đưa ra đằng sau cho các chị coi đó, chứ đừng thôi các chị coi thử coi là nhận vô về cái là cái đằng sau mình mặc cái là nó rành ri giống như chim chích đó, là không được nha. Giống như chim chỉ không được nha. Nó rành ri vậy đâu có đúng nha. Đó, màu xanh lá đẹp ha, màu xanh đẹp ha. Đẹp quá. Dài. Nụ tầm sưng nha. Đây là nụ tầm sưng của Thái Tấn đó. Trời ơi, có 30 đồng bạc à. Cái này không có độ co giãn. Em này nè. Em này không có độ co giãn mà chiều dài có 138 này các chị. Chiều dài này có 138 thôi đó, Ngọc đoán vậy đó, Ngọc đoán không biết có đúng hay không, nhưng mà chiều dài Ngọc đoán cái này ngắn nè. Nha. Đó. Cái này thì không có độ co giãn. Nó tơ tầm nhưng mà không có độ co giãn. Chỉ có khoảng dài, chiều dài khoảng chừng 138 thôi nha. Không phải 140 đâu, cái này ngắn nè. Rồi, tiếp tục một em nữa. Cái vần nó khác ha, mỗi cái bông cái vần nó khác nhau. Ngọc chưa gần cho các chị coi là như vậy đó ha. Chiều dài nè, cái này dài miên man rồi. Có những cái mà Ngọc có hướng dẫn cho các chị, nhiều khi mà có những loại vải có độ co giãn nó thì mình mới có thể có độ xuyên ấy, độ co giãn thì các chị mới có thể hơi lựa được ha. Ngọc có một cái video riêng đó để mà giới thiệu cho các chị, khi mà mình cắt line mà mình không có muốn mà may tà đó, mình có thể hơi lựa đó, thì cái đó các chị mà khi cắt xong thì các chị sẽ lên coi cái video Ngọc đã hướng dẫn rất là kỹ về vấn đề đó, thì các chị coi lại dùng Ngọc ha. Nhưng mà những cái vải này không có thể hơi lửa được nha. Những cái vải tơ tầm này hơi cái là cháy luôn. Cho nên tùy theo vải, có thể vải lụa Mỹ nè, vải lụa Mỹ hay là lụa sống tình, hay là lụa Bali, hay là lụa hoa hồng hoàng gia,
thì các chị có thể hơi lửa, còn tất cả nhiều khi một số loại khác các chị không thể hơi lửa được, không phải loại nào cũng hơi lửa được đâu nha. Đó nên các chị phải lấy coi như là cắt ra phải trừ hao trước ha, trừ hao đến cái rẻ mình, đến cái miếng dư nó mình thử hơi lửa coi nó có được hay không ha. Cái đó là cái chắc chắc ăn nhất. Nếu mình không biết cái chất vải thì mình phải hơi lửa thử đó. Nếu mà cái chất vải đó mà có thể xuyến được, có thể làm hơi lửa được thì các chị biết cắt cao lên và bằng đúng cái chiều dài của các chị muốn. Còn tạm thời khi mình gấp lên thì có phải là mình trừ hao 3 cm để mình gấp lên không, thì các chị hãy cắt đó 3 cm trước cái đã ha. Rồi nếu mà cái áo đó mà nó không hơi lửa được thì các chị gấp lên là vẫn không phải ngắn cái áo. Còn khi các chị mà biết là cái áo đó mình có thể xuyến nó đẹp rồi, nó kéo căng đâu mà mình hơi lửa được rồi đó, thì có nghĩa các chị mới thể cắt vào số đo của các chị, ví dụ 140 thì cắt 140 ha, không có cần trừ hao. Hơi lửa thì không cần trừ hao, nhưng may lên thì phải trừ hao thêm 3 cm. Dạ vâng, đây là dạng tới tầm nhưng mà không có độ co giãn. Áo này không có độ co giãn, chiều dài nó có chỉ 158 là cùng nha. Không có độ co giãn áo này, cũng phải luôn 30 đồng một áo. Rồi, Ngọc đi vào ánh kim nha. Ánh kim Thế Tuấn 35 đồng một áo. Ánh kim, vải ánh kim size Xlot nha, vải ánh kim. Ánh kim 35 đồng. Tiếp tục size Xlot, vòng ngực là cái này phong dáng nhà Ngọc. Vòng ngực 94-96, vòng eo 78-80. Đây là phong dáng nhà Ngọc. Sau này Ngọc sẽ đặt một số special cho các chị. Ngọc chỉ đặt có 15-20 áo thôi. Đã, nó mắc chút xíu cũng sao hết. Nhưng mà Ngọc sẽ đặt giống như phong dáng nhà Ngọc thôi. Bảo đảm với các chị. Vô Ngọc sẽ để ý từng ký từng cái, đặt ít thôi. Người ta sẽ lo cho mình. Ngọc tăng cái tiền thợ may lên ở bên Việt Nam. Thì họ sẽ căn ký cho Ngọc vào đúng số đo đó. Và đúng cái phong dáng đó của Ngọc. Thì các chị bảo đã mặc những phong dáng của Ngọc rồi ha. Thì Ngọc sẽ căn đúng vào cái số đo của Ngọc. Có nghĩa là cứ Xlot là cái 94-96, vòng eo 78-80 cứ ở cái khoảng đó. Mình vẫn có 1-2 cm cự ly cho nên không sao hết ha. Giống Ngọc đang mặc đây là mặc sát ha, mặc sát. Đây là mặc dù nó có 1-2 cm nhưng mà mình không có thể kéo căng như vậy được. Ngọc muốn cho nó độ rộng chút xíu thì là vẫn là 68 ha, nếu mà kéo căng thực sự ra thì là 66. Nhưng mà Ngọc chỉ muốn là 68 thôi chứ không có muốn ấy. Có ăn gì đâu mà lên phao. Nhưng mà tự động cái bụng mình lên trước các chị. Mình không ăn nó cũng lên nữa. Bây giờ Ngọc 55 tuổi ha, không ăn nó cũng lên. Cho nên mình đang nói là tại sao nó là không ăn gì mặc ghen bụng. Ngọc phải mặc ghen bụng đó nha các chị. Ngọc có bán ghen bụng là từ size medium đến size true Xlot, màu da và màu đen. Hình như màu đen chắc còn vài cái thôi. Thì những cái đó là 25 đồng một cái ghen bụng ha. Các chị cứ ghen mặc áo dài nè đó, vì Ngọc đang ghen bụng ha. Thì nếu như mà ai mà phải nói có cái lê bụng mà nó mềm á, cái giòn thịt mềm á, thì các chị mặc cái ghen bụng chút xíu ha, để cho cái ghen bụng này nó chỉ dưới cái vòng ngực nên các chị vẫn phải mặc áo ngực, không phải cái loại mà giống như chụp cả cái ngực đâu. Cho nên nó chỉ là cái lê bụng, các chị kéo xuống cái phần lê bụng dùng Ngọc ha, để cho cái phần lấy bụng này của mình nó gom vô. Thì mỗi một cái ghen đó Ngọc chỉ bán có 25 đồng thôi ha. Còn các chị sẽ mặc những cái áo ngực mà của áo dài thì là 15 đồng một áo. Thì Ngọc chỉ có màu da với một ít cái màu đen đó thôi. Nói chung là Ngọc không có về cái hàng áo ngực nữa, cho nên nó còn là những cái hàng cũ đó Ngọc về nhỏ thôi. Cho nên là một số vừa rồi cái size true Xlot một khoảng thời gian vừa rồi không có hàng, nó bây giờ nó có lại là size true Xlot. Ngọc có size true Xlot thì các chị nó ghen bụng, cho nên nếu đầu tiên cái người nào mà bị chật đó các chị cứ để lại, các chị có thể order thêm một cái nữa. Nhưng mà đừng có nói là tôi mặc, tại vì các chị bảo đảm các chị sẽ tự động cái bụng các chị nó sẽ có một khoảng thời gian thì nó gom lại, nó gọn dán lại giống như Ngọc á. Hồi đó Ngọc là 72 đó các chị, không phải là cái eo về 68-66 về đâu. Nhưng mà mình ghen bụng riết hồi nó ấy luôn cả ngày luôn. Rồi nó mềm mại chứ không phải loại mà chắc đâu, các chị lấy thử đi. Nếu mà cái nào chật các chị đừng có trả lại hay được cái gì hết, tại Ngọc bán Ngọc cũng không cho trả lại. Nhưng cho nên các chị lấy thử đi. Nếu mà mình đang sai cái size mà giống như Xlot á thì các chị lấy cái size Xlot ha. Đó. Còn áo ngực cũng vậy, các chị đang ở size 36 thì các chị phải lấy 38, tại vì đây là hàng của Thái Lan, thành ra với lại Việt Nam nhiều khi họ cũng hàng Việt Nam, các chị cũng vậy thôi, các chị phải giảm lại, phải nói là phải tăng lên một size. Áo dài cũng vậy ha, cho nên á nó không phải giống như là những cái em hàng Mỹ đâu. Cái áo ngực Mỹ thì nó 38 thì các chị phải mặc cái này 40, các chị đừng có la làng, tại vì cái này nó nhỏ lắm ha. Cái ghen bụng cũng vậy, nếu các ai mà đang size true X á, thì có thể các chị nếu mà nó hơi hơi khó ha, nó hơi khó là lấy size true X, có thể các chị phải lấy size Xlot á, thì các chị phải ấy thôi, mặc cái áo ngực á mình phải giảm đi ha. Đó, các chị lấy một hai size ghen bụng để chim khi mình xuống size đó thì bắt đầu mình mặc chứ. Ngọc đâu có về mấy cái ghen bụng, nó có 25 đồng mà. Các chị thấy trên live coi bán những áo mà có thể mặc với cái áo dài mà ghen bụng đó, nó gom nhưng mà nó không có ngấn nhiều quá, nó không có chắc làm cho mình khó chịu, cho nên mình mặc được cả ngày. Nên từ 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 các chị cũng sẽ giảm đi cái size bụng mà. Cho nên nó mình lấy hai size thì càng tốt ha. Chỉ có 25 đồng một cái. Đó là cái ghen bụng nha các chị. Mình thử về ghen bụng vô từ từ cho nó gom vô ha. Đó, nhưng mà gom vô nhớ
mình để mặc áo dài hay mặc áo đầm đó các chị, làm cái danh bụng nó cho nó đẹp, cho nó gọn, nó gọn vô, chứ không phải làm cho mình, không phải là làm cho vừa gọn cái là giảm size liền, không có. Các chị phải mặc thường xuyên, cái gì cũng vậy hết, văn ôn võ luyện. Các chị không mặc thường xuyên sao mà có cái eo nó nhỏ được. Còn Ngọc á, là 55 rồi, ai giống như, nếu mà giống như Ngọc đi không ăn cũng mập hả. Nhưng mà mình phải ghen bụng các chị, nhiều khi thả thả ga được một ngày các mình ăn thấy ngon. Có ghen bụng vô mình cũng bớt đi, mình ăn bớt đi, mình cảm thấy giống như nó vừa rồi, nó không có tức bụng nữa, thành ra mình ăn bớt đi chút xíu, từ từ riết riết hồi tự nhiên cái mình ăn nó giống như là nó mình ăn ít mà, cho nên mình chọn chọn món nhiều hơn, mình healthy hơn chút xíu, ví dụ vậy. Ngọc không ăn đồ chiên mà Ngọc Ngọc rất thích đồ chiên hả, nhưng mà Ngọc ăn thịt kho tàu phải là thịt mỡ Ngọc mới ăn, thịt kho trứng phải có mỡ Ngọc mới ăn. Chứ không phải Ngọc ăn khô khan đâu, Ngọc không ăn chay đâu, nhưng mà Ngọc rất là thích béo, Ngọc rất thích ăn bò, không ăn heo. Không có thích ăn thịt heo, là phải là không, rất ít ăn heo, nhưng mà thích ăn bò lắm. Tự nhiên nói món ăn, Ngọc hay nấu phở lắm, tối ngày Ngọc nấu phở, phở bò phở gà, Ngọc là chuyên viên nấu phở. Rồi, tiếp tục nha. Ngọc nói chuyện cho đỡ buồn, các chị cứ coi đây là hàng mà đã, đây là ánh kim nha. Chừng nào qua cái mẫu mới, qua cái loại vải mới thì Ngọc nói cho các chị, đây là vải ánh kim có độ co giãn ha, 35 đồng một áo, giúp Ngọc nha. Nó bà tám đứng nó bán áo dài mà nói về món ăn bây giờ chứ. Rồi, 39. Ngọc có nói trên trên live trên TV á, VNTV của San Diego đó, về những cái chương trình nấu ăn á. Các chị có hỏi Ngọc thì đúng là hồi lâu lắm rồi hả? Khoảng chừng chắc cũng 7 năm về trước á, Ngọc có làm trên đài truyền hình về hướng dẫn, là nói chương trình của đài ở San Diego đó, cũng có hướng dẫn một số món ăn. Dạ vâng. Kim Ngọc gọi là Kim Ngọc Show đó. Ngọc cũng có hướng dẫn một số cái món ăn và một số cái cắm hoa. Thì có nha các chị. Các chị thấy đó là hồi xưa thôi, hồi xưa Ngọc còn trẻ. Bây giờ Ngọc già rồi thì đó, có Kim Ngọc Show đó. Ngọc có Kim Ngọc Show về hướng dẫn một số nấu ăn, món ăn mà Ngọc thấy ngon đó, Ngọc chia sẻ các chị trên đó, chứ không phải Ngọc dạy. Ngọc không phải dạy nấu ăn, nhưng mà Ngọc có những cái món ăn mà Ngọc thấy thích quá đó, thấy ngon đó, giống như công thức làm chả giò á, thì Ngọc có là ở trên trên Kim Ngọc Show đó về nấu ăn ha. Các chị có thể buồn buồn đó, có thể vô coi những cái chương trình vô tình thấy Ngọc á, là hồi trước đó Ngọc có làm cách đây hình như 7-8 năm trước đó. Ngọc có nói chương trình của đài truyền hình ở San Diego ha. Santana họ cũng lấy phát đó, sometime các chị coi đài Việt Nam thì sẽ thấy Ngọc của những cái hình cũ ha. Dạ. Ở hồi đó thì Ngọc vẫn là Ngọc Mai, Ngọc họ Mai, học họ Đào chứ, Ngọc là họ Đào đó. Mà giờ lấy chồng cái chuyển qua họ Mai đó, chứ phải Ngọc tên Mai nha. Ngọc tên là Ngọc nha, không phải Mai đâu. Rồi, đi vào cái em tô tầm. Tầm ê, xin lỗi, tầm ý, bốn tà. 35 đồng áo, tầm ý theo nha, tầm ý theo bốn tà. Size X lót. Tầm ý theo bốn tà, size X lót. Nhiều khi mấy cái em này không phải phong dáng nhà Ngọc quá, nhiều khi nhảy qua size lót đó các chị. Cho nên cái này á hả, như cái em tơ tầm này là không có phải cái eo của họ là 80 đâu, eo nhiều khi có 78 mà người các chị có như cái 94 thôi nha. Đôi khi cái eo tơ tầm này là không phải của Ngọc, nhà phong dáng nhà Ngọc đâu. Cái vòng ngực nó sẽ nhỏ ha. Vòng ngực đó chỉ có 94, eo 78 là cùng nha các chị. Đó, những cái eo này khoảng 78 mà không có 80 đâu nha. Đây là phong đây là tầm ý theo lắc tay. Theo lắc tay ha. Đó, không phải dáng nha. 35 đồng một áo. Tiếp tục tầm ý 4 tà. À, đâu ra có cái quần vậy ta? 45 đồng bộ. Cái này nó có cái lớp bộ nha. Wow, bộ hay. Trời ơi, quần hai lớp đó chị. 45 đồng bộ. Cái này có bộ ha. Cái này 45 đồng bộ. Trời ơi, quần hai lớp A4 tà nha các chị, tầm ý. Size X lót lại có bộ ha. 45 đồng bộ, 35 đồng áo. À, cái đó có bộ. Cái này áo lẻ. Nhà đôi nhìn dãy ra một bộ vậy đó. Ngực 94 eo 80. Ngực 94 eo 80, tầm ý 4 tà. Ngực 94 này tầm ý 4 tà. 35 đồng áo, ngực 94 eo 80. Đây là bộ ha, 45 đồng bộ. 45 đồng bộ. Cái mấy cái quần trắng này các chị sẽ mặc được mấy cái áo khác. Cái áo trắng này các chị với mặc áo lá bên trong là các chị mà sợ, chứ còn mấy cái này hả, châm phong ta mặc hà rồng á. Cái này các chị cứ sợ nó trong, tại đèn sáng em chiếu vậy thôi, chứ đâu có hở hang đến cỡ vậy đâu các chị. Thôi chứ đâu có hở dữ vậy.
Đây là bộ nha, đây là bộ, đây là lộ hoàng gia, bộ ha. Đây là bộ ha. Năm triệu đồng một bộ, quần váy. Lộ hoàng gia quần váy 5 triệu đồng một bộ, hồi trước là 7 triệu đồng đó. Bây giờ chỉ còn có 5 triệu đồng, đây là quần ống rộng nha. Lộ hoàng gia. Lộ hoàng gia. 5 triệu đồng một bộ. Tiếp tục một em nữa. Bộ nha, cũng vậy luôn, 5 triệu đồng một bộ. Bộ quần ống váy 5 triệu đồng một bộ. Không phải lộ hoàng gia. Đây là quần ống váy ống rộng ha. Lưng này là lưng cặp, không phải lưng thun. Đây là lưng cặp nha, không phải lưng thun. Đây là lưng cặp, không phải lưng thun. Năm triệu đồng một bộ. Lụa hoàng gia 5 triệu đồng một bộ. Xanh đen, xanh navy đó. 5 triệu đồng một bộ. Đây là quần ống váy ha, 5 triệu đồng một bộ. Quần ống rộng á. Mặc mấy cái quần này á, hồi mấy mấy chị hay hỏi Ngọc á, tại sao thấy có những quần lụa là trong cái này nè. Ngọc lấy ra Ngọc mặc á. Ngọc lấy ra Ngọc mặc xem mấy cái áo khác đó, cho nó là lạ đi đó các chị. Quần váy là cũng ấy rồi, quần váy là 2 triệu đồng một áo, 2 triệu đồng một quần rồi, thấy không? Đây cũng là quần váy ha. Lưng cặp nha, cái này lưng cặp. Cái này lưng cặp ha, 5 triệu đồng một bộ, cổ kiềng. Vòng ngực 92 eo 80. Vòng ngực 92 eo 8 92. 92 94 á. Eo 80 ha. 92 94 vậy đó. Rồi, tiếp tục. 45 đồng bộ. Quần váy 45 đồng bộ. Màu đen. Màu đen. Màu đen này lần trước Ngọc có mặt các chị có hỏi Ngọc đó. Đây là quần váy nha, tôm sạc tôm nha các chị. Tôm sạc tôm ha, 45 đồng bộ. Đó, thì ra là có. Nụ tầm xương, quần váy luôn, 45 đồng bộ. Màu đen ha, 45 đồng bộ. Cái này không phải Thái Tuấn nha các chị. Cái này hàng xưởng thôi, không phải Thái Tuấn nha. Mấy cái này không phải Thái Tuấn. Hai bộ đen này không phải Thái Tuấn. Đây là vải ngực. Size Xlot ngực 90 ngực 94 96 eo 78 hả? Ngực 94 96 eo 78. Đây là vải gì đó. Vải Thái Tuấn nhưng mà in nha các chị. In thôi nha, chứ không phải là in thôi chứ không phải là dệt nha. Đó. 3 triệu đồng một áo. Tiếp tục. Đây là lụa Bảo Anh. Đây là vải Bảo Anh, lụa Bảo Anh, không phải Thái Tuấn. Vải Bảo Anh Ngọc có nhiều màu của cái này nè. Cái mẫu này Ngọc có nhiều màu lắm. Đấy, nhưng mà hôm nay sao trọt cho một cái 25 đồng một áo. Lụa Bảo Anh 25 đồng một áo. Ngọc có nhiều mẫu này lắm. Nhiều cái màu này nè. Lụa Bảo Anh 25 đồng. Vải Thái Tuấn 3 triệu đồng. Vải Thái Tuấn in ha. Đây in nè, chứ không phải là dệt nha. Vải nha các chị, vải Thái Tuấn. Cổ này là cổ thuyền cạn. Cổ này là cổ thuyền cạn, để Ngọc xem có cổ kiềng hay không nha. Nhưng mà giờ Ngọc đang đây thì thấy cổ thuyền cạn nha, không phải thuyền chà bé chà bá như của người ta đâu nha các chị. Đây là thuyền cạn. Phong dáng nhà Ngọc. 3 triệu đồng áo Thái Tuấn. Tiếp tục Bảo Anh 25 đồng một áo. Lụa Bảo Anh, vải Bảo Anh ha. Vải Bảo Anh nha. 25 đồng một áo, đây là vải Bảo Anh. Dày dặn có độ co giãn, mấy cái này thì có độ co giãn. Tầm ý thêu 35 đồng một áo. Tầm ý thêu 35 đồng một áo 4 tà có độ co giãn, tầm ý thêu. Có độ co giãn. Trắng thêu. Tầm ý thêu. 35 đồng áo, tầm ý thêu. 4 tà. Hoa gió Thái Tuấn thêu. 3 triệu đồng một áo.
tiếp tục hoa gió theo 3 triệu đồng một áo, hoa sen đó, hai tà thôi nha các chị. Cái này không có độ co giãn, áo này không có độ co giãn, cho nên cái ngực của nó chỉ có 94 L78 thôi nha các chị, không có độ co giãn đâu ha. Vàng là vàng này, vàng gì ta, nó không phải vàng Anh, nó giống như một dạng vàng vàng gì vậy, vàng nhiều loại vàng quá. Hai cái vàng thấy không, nó khác nhau nè, cái này vàng Anh, còn đây giống như vàng vàng gì vậy, vàng nghệ hả. Đó, theo ha, 3 triệu đồng. Size Eclot đỏ đô 3 triệu đồng. Tiếp tục mẫu sen 3 triệu đồng. Cái này thì có độ co giãn, cái này có độ co giãn, cái này không có độ co giãn, áo này không có độ co giãn, mấy áo kia có độ co giãn, cái này không có độ co giãn. Rồi, nha xá 35 đồng một áo, nha xá 35 đồng một áo, nha xá thêu ha 35 đồng một áo, nha xá thêu 35 đồng một áo, nha xá. Hoa gió thêu 3 triệu đồng một áo, hoa gió thêu 3 triệu đồng một áo, thêu lắc tay ha. Cổ cao 4 cm, cổ cao 4 cm, ba triệu đồng một áo. Mấy nào trước về toàn 40 không á. Tiếp tục sen đá 3 triệu đồng một áo, Thái Tuấn 3 triệu đồng một áo. Tiếp tục Thái Tuấn 3 triệu đồng một áo, chỉ có lụa Bảo Anh thì mới là 25 đồng ha. Thái Tuấn 3 triệu đồng một áo, treo hết rồi đó, mỗi cái nó có cái giá nhắc nhác giống nhau vậy đó. Tiếp tục Thái Tuấn 3 triệu đồng một áo, có độ co giãn nha, khỏi cần ủi mấy cái em này, có độ co giãn. Lụa Hồng Kông 3 triệu đồng một áo, lụa Hồng Kông không có độ co giãn, mấy em này không có độ co giãn. Ngực 92 L78 thì là nó là như vậy nha, không có độ co giãn, nhưng mà ngọc mặc thì mình cũng rất là thoải mái. Anh Thu cho mình lấy cái size như thế nào ha. Rồi, nụ tầm sưng 3 triệu đồng một áo, nha xá ngực 96 L80 81, cái này L80 L81 gì, ngực 96 L80 nha các chị, ngực 96 L80 nha xá ha, 35 đồng một áo, nha xá thêu 35 đồng một áo, nha xá thêu 35 đồng áo, gấm ngũ sắc 35 đồng, ngực 96 L82, biết có đúng không? Ngực 96 L82 biết có đo có đúng không? Ngọc sẽ đo lại cho các chị ha. Ngực 96 L82 mới ghê chứ.
35 đồng một áo. Thâu vô chút xíu. Tiếp tục. Gấm ngũ sắc, từ đây gấm ngũ sắc cái nào Ngọc đó, gấm ngũ sắc là gấm ngũ sắc ha. 35 đồng gấm ngũ sắc. Giờ để từ lưa vậy đó, từ lưa hạt dưa luôn rồi. 35 đồng. Đây là gấm Thái Tuấn, ngực 96 L80, đây là gấm nha, không có độ co giãn, đây là gấm không phải là ngũ sắc. Đây là gấm ha. Đây là gấm. Gấm. Đây là gấm ha, 4 triệu đồng một áo. Gấm nha. Gấm 4 triệu đồng một áo. Còn có một áo thôi. Ngũ sắc 35 đồng áo. Hoa gió. Ngực ngực 100, 100 là 2L88. Vậy cái này là size 2X các chị. Nhảy vô đây là size 2X rồi. Cái này là size 2X nha. Biết có phải không thì không biết nữa. Nhưng mà có thể nhiều khi cái đo này có đo của cái số cũ. Cái này không có tới đâu. Vậy các Ngọc nghĩ chắc có thể cái dây này, cái dây cũ là cái dây này, cái số cũ đó. Không phải này đâu. Size X lot nha. Không phải đâu. Cái không phải là cái size 2X đâu. 81. Nhiều khi cái móc á là ổng móc lên ổng không để ý cái này nè. Chứ cái này làm sao mà L90, các chị nghĩ sao L90, cái này là size XLOT ha. Cái này nhỏ xíu mà làm sao L90. Cho nên size XLOT nha. 3 triệu đồng một áo. Ngũ sắc 35 đồng một áo. Thái Tuấn thì chỉ có 35 đồng, 3 triệu đồng, nhưng mà cái ngũ sắc thì mới là 35 đồng ha. Ngũ sắc là 35 đồng. Cái này là Thái Tuấn thì 30 đồng. Em này ngũ sắc 35 đồng. Hoa gió 3 triệu đồng một áo. Cái này form của người ta 3 triệu đồng một áo. Đây là em tổng kết này đó. Các chị coi lấy giùm em ha. Cái màu nó như vậy nha. Ngọc chụp hình nó có thể nó không có đúng được giống như vậy đâu. Nhưng mà cái số này là chỉ có một áo này. Cái này coi X84 hả? Này là Ngọc có hai áo hả? Dạ. Yeah. Coi như cái này là đó. Coi như Ngọc có hai áo. Giống nhau ha. Đó, 84 và 83 thôi, Ngọc thấy giống nhau. Còn biết nhiều khi trên hình nó khác nhau một chút. Nhưng mà hai số ha. Hai áo này là 30 đồng một áo nha các chị. Hai áo này là 30 đồng một áo đó. Hai áo này là 30 đồng một áo. Tiếp tục 30 đồng một áo. 30 đồng một áo. Lụa Thái Tuấn 30 đồng một áo. Gấm ngũ sắc 35 đồng một áo. Gấm ngũ sắc 35 đồng một áo. Màu đỏ tươi. Tiếp tục gấm ngũ sắc 35 đồng áo. Cứ gấm ngũ sắc thì 35 đồng. Còn vải Thái Tuấn, lụa Thái Tuấn á, lụa tơ tằm Thái Tuấn thì 30 đồng. Gấm ngũ sắc. Tiếp tục 35 đồng. Vải gấm Thái Tuấn 40 đồng. Hồi trước là 55 đồng đó, bây giờ là 40 đồng. 40 đồng gấm Thái Tuấn, gấm nha, không có độ co giãn. Gấm Thái Tuấn không có độ co giãn đâu. Nhìn mặt rất là đứng đẹp. Còn đây là gấm Thái Tuấn. Còn có hai áo ha, cái có cổ và cái cổ kiền á. Dạ, yeah, đúng rồi. Đúng rồi, Ngọc có hai cái là có cổ và cổ kiền. Gấm ngũ sắc tiếp tục. Mỗi bông nó khác nhau đó nha. Mỗi cái bông nó sẽ khác nhau, không giống nhau đâu. Đằng sau nè. Thẳng đon à. Dây kéo vô rất là thẳng đon. À, dây kéo đằng sau nè, vô thẳng đon à.
tiếp tục. Ngũ sắc 35 đồng. Có độ co giãn. Cứ hễ ngũ sắc là nó có độ co giãn. Tiếp tục. Gấm ngũ sắc 35 đồng. Có cổ. Cổ nhỏ, cổ truyền thống thôi nha, cổ truyền thống, cổ mềm mại truyền thống. Nhưng mà các chị đừng có ủi cái cổ nha. Nếu mà nó về mà nó cong cong vậy nè, các chị bẻ ngược lại thôi. Ấy quái lại bẻ ngược lại dùng ngọc ha. Đó, cho nó ra. Chứ các chị đừng có ủi theo kiểu giống như ủi nóng nha, nó sẽ hư cái cổ áo. Tiếp tục. Màu đỏ tươi. Gấm ngũ sắc, gấm lụa ngũ sắc 95, số 95. Size Xlot 35 đồng. Tiếp tục. Ngọc làm đủ màu hết như vậy nè, đủ loại hết cho các chị coi. Xanh ngọc. Tiếp tục. Ngũ sắc ha. 35 đồng. Vàng anh, vàng hoàng hậu. Ngũ sắc. Có độ co giãn. 35 đồng. Đều là size XL đó. Ngực 94, 96, vòng eo 78, 80 đó các chị. Thì Ngọc sẽ đo lại ha. À, mình xem á, mình thích được cái nào mình lấy. Cái eo này tự nhiên may nhỏ nè. Tự nhiên họ may kiểu gì Ngọc không biết, sao nó nhỏ vậy không biết. Tự nhiên nhỏ lại cái eo. Chắc cái eo này khoảng chừng 70, 78 mà. Eo này nhỏ nè, Ngọc thấy cái eo này nhỏ. Tự nhiên nó thấp nhỏ lại dưới cái eo. Ngũ sắc ha. Rồi, đó là xong hết cái áo ngũ sắc ha. Đi vào cái Thái Tuấn Ánh Dương Cườm. Đi vào Thái Tuấn Ánh Dương Cườm. Thái Tuấn Ánh Dương Cườm 35 đồng một áo. Kết đằng trước đằng sau. Băm 5 đồng. Cổ này là cổ 5 cm. Cổ 4 cm đó ha. Cổ 4 cm. Aclos 35 đồng. Tiếp tục. 35 đồng một áo. Ánh Dương Thái Tuấn, kết trước kết sau. Cổ này là cổ cổ kiền á, mà tại kết đá nó nặng quá, nó chịu xuống vậy á. Ánh Dương Thái Tuấn. Áo thôi nha, các chị mặc kết hợp với quần lụa Mỹ dùng ngọc. Ánh Dương 35 đồng một áo. 35 đồng một áo. Cổ 4 cm. Cổ 4 cm nha, 4-5 cm đó. Chứ phải cổ nhỏ ha, không phải cổ truyền thống. Cũng vậy luôn, Ánh Dương 35 đồng áo. Hàng sale rồi nha các chị. Đây là final sale đó. Đây các chị và mua một áo thì phụ Ngọc 10 đồng tiền gửi ha. Rồi, tiếp tục. Nó đá, nó kết, nó nặng, chịu cái cổ. Mà giờ tay Ngọc đuối quá rồi, Ngọc ơi. Ngọc em cũng không nổi nữa. Đó, cho nên phải hai cái video thôi là vậy. Xem kẻ thôi, chứ còn nếu mà cườm không thì Ngọc chết. Cũng vậy luôn nha, Ánh Dương. Kết cái trước có sau nữa đó. Ánh Dương Thái Tuấn. Phong dáng nhà Ngọc.
35 đồng. Cái gì cũng vậy hết á. Cái này trước là 45 đồng, bây giờ còn 35 đồng mà. Chỉ có 2 tà thôi nha, ánh dương thì chỉ có 2 tà. 35 đồng. Rồi 96L80. Desa Eclos. Ánh dương ha. Có kết đá đằng sau chút xíu nè, đằng sau chút xíu. Tông sạc tông. Kết đá nha, không phải cườm. Bao lâu đồng áo? Đây là mỗi áo chỉ có một áo nha các chị. Em không có phải còn ri đâu, em may mỗi một size. Hồi trước là mỗi một size 10 áo, bây giờ hết rồi nha các chị. Cái này chỉ có mỗi một size, còn có một áo nè nha. À, mỗi một size, một áo chỉ có một áo thôi. Nói chung là Ngọc cũng không biết, nó để xem trong trong thùng nó như thế nào. Trời, cái gì nó vướng cái cổ Ngọc ngứa quá. Thì ra là mấy cái dây. Ok. Rồi. Màu tím than. Tím than hay là tím than. Ánh dương nha. Ánh dương 35 đồng. Những cái em này là nó kết đá, nó có trũi xuống. Không phải luôn ha. Ánh dương. Ngọc đang sale đó các chị. Có 35 đồng thôi. Ngọc đang sale đó. Đá tông sạc tông đó. Tiếp tục. Những cái em này. Cổ này cổ 3cm thôi. Cổ nhỏ truyền thống. Từ trước ra sau có thêu. À, có kết đá luôn ha. Đó. Tầm ý 4 tà. Tầm ý 4 tà 35 đồng. Bộ. Cái này là bộ ha. Nếu một bộ là các chị là 50 đồng. À, các chị lấy hai bộ thì mới là 45 đồng ha. Một bộ là 50 đồng. Quần 2 lớp áo 4 tà, quần 2 lớp 50 đồng một bộ. Quần 2 lớp áo 4 tà 50 đồng một bộ. Tiếp tục. Quần 2 lớp áo 4 tà màu trắng 50 đồng một bộ. Trắng tinh, cái này trắng tinh ha, châm phong. Hàng châm phong nha, mấy cái này là châm phong không phải tầm ý, châm phong. 50 đồng một bộ. Nó nặng lắm các chị ơi, nó nặng lắm. 4 tà 2 lớp. Nó nặng. Các chị nhận cái bộ đồ đi rồi sẽ biết. Mặc nó vậy nó mới rũ. Chứ nhẹ tân là hàng gì Ngọc không biết. Nhưng mà nói chung là vậy nó mới rũ. 45 đồng bộ lụa Mỹ. 45 đồng kết đá, kết tủa ha. Trước và sau. Ngực 94. Ngực 94 96 eo 80. Ngực 94 96 ha. Eo 80. Lụa Mỹ nha. Đây là lụa Mỹ bộ. 45 đồng bộ. Có kết tủa. Hàng cuối line nha. À, 25 đồng một áo. 25 đồng một áo. Bây giờ là Ngọc chỉ còn bán có 20 đồng thôi. 20 đồng một áo. Tết nha. Hàng Tết còn một áo nè. Hoa hồng gì đó. 20 đồng một áo. Chỉ có 20 thôi. Đi vào. Cách tân 15 đồng áo. Vải cách len. 15 đồng. Size Eclos. 1117. Lụa Mỹ có cổ. Lụa Mỹ có cổ. Cách tân lụa Mỹ cũng vậy luôn. Chỉ 15 đồng. Tiếp tục chim én màu đỏ. Cách tân. Tất cả đều có 15 đồng. Nhưng mà các chị mua những cái áo khác thì xin kể cái áo này dùng Ngọc ha. Ngọc không có bán, một người nào vô mà mua hết một cái dàn mà cách tân này 15 đồng Ngọc không có bán nha các chị. Tại mua tặng nhau đó, mua mặc chơi cho nó vui vậy đó. Thì mua xen kẽ giúp cho Ngọc ha. Thì Ngọc mới bán cho các chị. Chứ còn tự động vô mua cái áo này mua làm gì. Tại có 15 đồng Ngọc không có gửi. Mà các chị có cộng 10 đồng cũng không gửi. Tại Ngọc chỉ mua bán tặng vậy thôi nha. Chứ không phải là các chị mà nói cái cộng 10 đồng bán cho tôi cái đó 25 đồng. Thì mua chi cho nó mắc ha. Người ta đang bán có 15 đồng mua mấy áo khác để phụ thêm. Mua chi cho nó mắc vậy. Hồi xưa bán 25 đồng các chị nói 25 đồng cũng đúng sao đó. À, nhưng mà đâu có ai nói 25 đồng mà lấy ba bốn áo đâu. Thấy không? Nó đâu có đúng.
cho nên là có kệ bật cho vui nha, phong dáng nhà Ngọc. 15 là một áo cắt tân ha, màu xanh. Đây là vải cắt len nha, đây là lụa cắt len có viền cổ, viền may kỹ, sợ đồ đó là về là hàng cái này nó hết hồn luôn. Ủa sao đâu ra, nhưng cuối line là có mấy cái em này trời ơi, trời ơi. Tầm ý theo ha, 35 đồng áo 4 tà, tầm ý theo. Tự nhiên cái cuối này có cái này đây, tầm ý theo màu cam nha. Rồi đó là Ngọc đã thâu xong size size Xlot. Các chị gieo ve mồi cho Ngọc thì Kim Ngọc sẽ phải đó gửi hàng trong ngày cho các chị từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ của giờ bên Cali. Kim Ngọc chỉ có một tiệm duy nhất, đó là nhà của Ngọc, là phải Kim Ngọc ở San Diego. Các chị muốn lên coi thì coi vào trên YouTube là Kim Ngọc San Diego, và các chị đăng ký subscribe thì mỗi lần Ngọc lên YouTube thì họ sẽ báo cho các chị biết. Nếu mà ai ký check thì xin gửi về nhà Ngọc, thì Kim Ngọc sẽ nhận được check, sẽ gửi hàng cho các chị. Gửi hàng thì trong vòng 3 ngày các chị sẽ nhận được, có những tiểu bang có như bị tuyết bão thì may ra mới có thể 5 ngày, còn thực sự ra là chỉ có 3 ngày là các chị đã nhận được hàng. Ở Cali thì 2 ngày các chị đã nhận được hàng. Bắt đầu chủ nhật Ngọc sẽ chốt hàng. Cảm ơn các chị rất nhiều, và Kim Ngọc xin hẹn gặp lại các chị trong những video sau. Tạm biệt các chị.